Ở đây có rất nhiều những cái loại ốc khác nhau này. Năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba. Đếm sơ sơ là cũng gần 20 loại. Wow, đây là mình chọn tôm tích đúng không? Đây. Vâng. Wow, dãy tươi đành đạch luôn. Ui. Đấy, thì đây là những cái món mà hôm nay tất cả mọi người là đi gọi lên này. Thì về những cái thành phố biển này là những cái đồ hải sản rất nhiều mọi người. Đấy, thì mình đến đây, mình là quê thì mình không có biển, nên đây là thấy rất nhiều những cái loại mà nó ốc mà mình chưa giờ mình biết luôn. Đây, những cái món hôm nay mình gọi lên này. Đây là ốc gì ta? Ốc sắt đúng không? Đây ốc sắt đây mọi người. Đấy. Đây, còn đây là ốc móng tay. Ốc móng tay mọi người. Đấy. Còn đây ốc len. Ở đây là càng ghẹ. Đấy, thì mỗi những cái loại ốc khác nhau là người ta cho mình các kiểu loại nước chấm khác nhau. Đây có muối tiêu. Cái này là cái gì đây? Muối ớt xanh. Đây là tỏi ớt bình thường này. Đây là mắm me mọi người. Đấy. Đây cả cơm rang nữa này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thử một con ốc này. Wow. Anh, đây là món gì đây anh? Xeo nướng mỡ hành. Xeo nướng mỡ hành. Ôi, cảm ơn anh. Ngon thật ạ. Về ăn hải sản bét tay là nhà này. Này nó người ta bỏ cả lạc, hành này. Đấy. Ui. Wow. Đây nữa. Đây cả tôm tích đây mọi người. Đấy. Ngon quá. Giờ tôm tích à. Mình sẽ thử một con tôm tích à. Nóng hổi. Đây đúng không? Mình thì không có kinh nghiệm ăn đi ăn hải sản nhiều nên là gà gô có biết ăn gì đâu. Ăn mọi người phải chỉ cho từng bước một, ăn kiểu gì chấm cái gì à. Cắt luôn à? Đầu là không ăn được đúng không? Ăn mỗi cái mình của nó. Ui, mọi người còn nhớ chú Khoa mà bữa trước đi bộ cùng với mình nhé. Ai theo dõi mình lâu là sẽ biết chú Khoa. Đấy, thì mấy ngày mai mình sẽ quay lại nhà chú Khoa, ở với chú Khoa một thời gian. Hai chú cháu nói chuyện với nhau, gặp nhau một tí. Nhà chú Khoa cách đây là tầm 100 cây thôi. Mình đi xe tầm khoảng hơn 2 tiếng là tới thôi. Xin chào mọi người, đây là mình đã tới nhà chú Khoa ở quê đây rồi. Không biết vừa gọi điện cho chú Khoa thì chú Khoa bảo là đi ra ngoài một chút việc. Đây, chú là đây là em rể của chú Khoa. Đây là nhà thờ tổ của chú Khoa mọi người. Mấy tháng rồi không gặp lại chú Khoa. À dạ. Bây giờ mình sẽ để đồ đạc đây rồi. Thì về đây rất nhiều sách để đọc. Chú Khoa này mọi người ơi, lâu lắm rồi gặp chú. Chú vừa đi đạp xe đi đi đâu rồi chú? Ở nhà bạn gì à chứ cái để không hay. Vẫn là cái ba lô này đây đúng không? Ba lô này vừa ngang. Ở nhà bạn gì à? Vâng. Tôi tưởng là chiều mới tới
chiều mới tối, thành ra chú chơi tính chơi buổi trưa xong rồi rồi chiều về chứ mà không chú chạp gì luôn. Vâng. Chị đạp số. Nhà chú Khoa thì ở Tuy Hòa, thành phố Tuy Hòa. Thì đây là nhà quê, nhà thờ, ví dụ như là ông bà tổ tiên ở đây. Thì chú hay về đây là sống ở đây. Đấy, thì mình giờ cho mọi người tham quan qua một nhà của chú nhá. Thì trước cửa nhà là có cái bể cá nhỏ nhỏ đây, có nhiều cá không? Vừa nãy cho ăn xong này. Đấy, giờ cá đang quây quần đây nó ăn này. Cái bơ này. Cái này là cây vú sữa. Nhà chú là nhiều cây vú sữa. Cây này cây to nhất này, 4 cây này. Hai chú cháu đang nấu cơm vừa nãy. Hai chú cháu đơn giản thôi, hôm nay ăn ăn cá, cá với trứng. À đây chú đang bóc trứng nè mọi người. À, chú đang bóc trứng đây. Chú qua. 9 giờ chú. Đấy thì chú về đây chú cũng chỉ làm trăm cây vườn các thứ cả, trăm cây cắt cỏ ở đây. Thì một tuần chú quay lại Tuy Hòa một lần, về với cả cô với cả con của chú. Đấy, vườn đằng sau cũng khá rộng này, có cây khế này, chuối đây. Chú bảo là chú thích về đây nó kiểu nó không ồn ào ấy. Trên thành phố chỉ có nhà với xe thôi, chú không thích. Đây chú cũng làm những cái hệ thống mà tưới nước ở đây này. Chanh, xả, nhiều loại cây khác nhau. Mít. Mình cũng có gạ chú là đi bộ với mình không, nhưng mà chú đang bận kiểu vườn tược ở đây này. Thì sau một thời gian nữa ổn ở nhà thì chú sẽ đi cùng với mình. Mọi người cùng chờ đón nhá. Cũng nhanh thôi, chắc là vài tháng nữa thôi. 2-3 tháng nữa. Ui, nhiều đường đó chú. Đây, hai chú cháu hôm nay là nấu cơm cái nồi này. Hôm nay là cho hơi nhiều gạo một tí. Giờ nở ra không biết có chín không. Có chín nhưng mà nó không được chín hẳn đấy. Thì sau cái khoảng thời gian mà chia tay chú thì đây chú về nhà cuộc sống thế này đấy mọi người. Đọc sách, chăm vườn, ngồi thiền ha. Đấy, cô chú nào. Rồi đây là cái mắt đèn pha các người đại dương. Đấy, cá ngừ đại dương còn có tên khác là gọi là mắt đèn pha. À, đây là mắt của con cá ngừ này, nó to. Đặc sản Phú Yên mọi người. Khi mà nói đến Phú Yên là phải nhớ đến cái món này này. Đây, món đèn pha. Món này là ăn kiểu gì hả chú? Hả? Cái món mắt này. Bánh mì với hoặc là bánh tráng xong rồi mình trong này người ta bỏ đồ gia vị rồi sẵn hết rồi nè. Cái này bên chú không có đi mua mắt vừa làm mà mua quán nó làm sẵn rồi luôn. Nó làm trong thố vậy đó. Xong rồi mình tới đi vô quán. Quán này nó bán người ta tới giờ quán là biết là du khách tới rồi. Tới gì người ta tới món này. Du khách đến đây là toàn ăn nhớ món này đầu tiên đúng không chú? Quán bà Tám. Cứ tới quán bà Tám thì tại vì trong trên mạng nó cũng giới thiệu rồi đó. Thì là khách tới quán đó là chú tỉnh về cho nó lẹ. Sau vâng, sau một khoảng thời gian rất dài khi mà chú Khoa dừng chân không đi cùng mình nữa thì mấy bạn fan hâm mộ là rất nhớ chú ấy chú ạ. Nó còn mắt nó hả? Lấy cái dĩa ra coi thử đỡ con mắt nó bơi ra, con mắt đỡ quay phim. Để lấy cái trời ơi. Cái ấy mắt của nó đây đúng không? Cái xương cái móc nó không bắt đó. Giờ lấy ra hết rồi rồi cục quỷ mà mình đổ ra đây hả? Đổ ra đây hả? Nóng không? Lấy cái muỗng này múc nè. Không, nó nét thôi. 1 2 3. Nóng hả chú? Nóng. Đấy nè cho nên
nghề mình thấy mà ăn nó rồi, đấy, cái con nhiều mắt nhiều. Đó to nhỉ, một con mắt thì ui đây này, đấy đây thơm nhỉ, đây cái này phải ăn nóng không là tanh, không là tanh đó, thôi bỏ qua đấy luôn cho Jack. Vâng đúng rồi, thôi Jack ăn chứ không thôi nó tanh Jack ơi. Vâng còn dĩa gì, gì dĩa ấy đâu nữa. Cái quả kia đây mình mua chứ ngoài kia nó đâu có bán. Ở đâu chú? Ngoài biển nó đâu vui à? À thế à? Mình đang ở cỡ đây rồi. Vâng. Cái giờ mình đang biển nó vui nó đâu có bán rồi. Vâng. Rồi thế vào đây mua cái xong là mình cầm cái bịch á. Vâng, cầm bịch đi chú cho mình ra biển ngồi. À, hai chú cháu. Hai chú cháu đang đi dạo biển uống nước mía cái đặt xe với nhau. Ôn lại những cái chuyện xưa. À, lấy 3 ly cho cô về 1 ly là của chị. 3 ly. Cô uống không? Cô uống không? Ở thế 2 ly rồi. 2 ly thôi. Thành phố Tuy Hòa. Đây là quảng trường của Tuy Hòa. À, nhưng mà chỗ này mình muốn ra biển hơn thì gạ chú đi hai chú cháu ra biển ngồi. Chú ơi. Đây, mình với chú Khoa sẽ đi đằng sau chỗ này đây, là đến biển luôn. Ở đây cũng có mọi người đang ngồi ăn uống ở đây. À, đây là mọi người đi bắt còng ở biển đấy mọi người. À, từ đấy là bắt được mấy con rồi ạ? Dạ nhiều ạ. Nhiều, bắt xong lại thả đi. Dạ. À. Chạy nhanh thế. Đấy, đối mắt ở đây, em đối mắt ở đây. Đây nhỉ. À, đây rồi. Nhưng con này hơi bé nhỉ? Bé quá anh. Ao. Ao, nó cắn mình rồi. Ôi. Cái cong biển này đấy. Thả ra.